Giọng anh cứ thế quá. Ủa anh, sao bạn? Điện thoại Oppo phải không? Mình là Oppo A52 nhé. Android 10, hai đứa anh Android 10, Oppo A52. Để lát bọn mẹ. Đăng nhập Xbox rồi làm gì nữa anh? Kết bạn thôi. Đăng nhập xong rồi kết bạn thôi. Em vừa sạc vừa xem video chơi có nổ không à? Nổ đi bạn. Tốt nhất là tắt đi. Nhà anh mấy lầu anh? Mình đang ở quê nên là chỉ có một lầu thôi bạn. Anh mấy tuổi rồi? Mình 16. Oppo được pin trâu nhưng chơi lạc. Ừ, Oppo pin mất trâu. Chạy phòng tiện nó cũng. Tôi đang chơi. Ê, sao mày đánh táo? Em nhé. Chào bạn nhé. Chọn chọn đứa nào đấy? Tốt nhất đừng chọc chó, con này chết đấy. À thế sao toàn đánh chó? Mình đánh đâu nhỉ? Mình đâu có đánh. Lươn đâu mà lươn. Cái con cụ nàng ơi. Đã chết đâu, nhìn nè. Đã chết đâu. Thì chỉ mời nói xong có thằng chết đuổi này. Ăn miệng sao mẹ nậu nè. Vậy em chúc mừng em. Con mày bước nữa mới vô được phòng anh. Mà anh lên trên sáng hay chiều? Mình lên với túi buổi tối nhé. Tối mai live stream tiếp. Anh về con chó. Mình đã giết đâu? Nó đã chết đâu? Nó còn ở dưới nữa. Ông thức đêm mùa nhất mấy giờ? Đến 4 giờ sáng nhé bạn. 4 giờ sáng. Anh từ solo. Rồng Ender đi. Rồng Ender. Mới chơi 30 phút rồi solo rồng. Mong anh tha con chó. Mong anh tha con chó. Đừng hòng tao tha cho nó.